Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách định dạng ngày tháng năm trong Excel. Thì thông thường khi mà chúng ta chưa định dạng ngày tháng năm trong Excel ấy, thì chúng ta sẽ nhập thì nó sẽ là tháng trước rồi mới đến ngày rồi mới đến năm. Thì nó sẽ nhận cái định dạng của cái máy tính như này. Ví dụ như ở đây là ngày 27 tháng 2 năm 2023, nhưng mà nó sẽ viết số 2 trước này và ngày 27 sau. Đây, ví dụ mình sẽ nhập này là ngày 27 này, gạch này, tháng 2 này, cái tiếp này năm 2023 chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy nó sẽ không nhảy sang bên phải. Thì thông thường định dạng ngày tháng thì nó sẽ phải ở bên phải cơ, còn ở bên trái thì nó sẽ là chuỗi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ viết đúng này, viết đúng là ngày tháng 5 ấy, 27 này, tháng 2, mình sẽ thấy nó sẽ nhảy sang bên phải. Bây giờ nếu mọi người muốn chỉnh là nó ngày trước tháng sau thì mọi người sẽ làm như sau mọi người nhá. Mọi người sẽ chỉnh định dạng ngày tháng ở trong máy tính, thì trong Excel nó sẽ tự nhận. Mọi người sẽ kích chuột phải vào cái ngày giờ này, chọn cho mình cái dòng là Azure Date Time. Mọi người sẽ chọn tiếp cho mình cái mục là Date Time này, chọn tiếp cho mình cái dòng này, chọn cho mình cái dòng là Date and Time. Mọi người sẽ kích cho mình vào cái mục này, chọn tiếp cho mình cái dòng này. Ở đây thì mọi người sẽ chỉnh được cái ngày tháng dài và ngày tháng ngắn nhé. Thì mình sẽ chuyển nó về Việt Nam đi. Thì mọi người sẽ thấy này, nó sẽ là ngày trước này, tháng sau này và năm này. Và mọi người ấn Apply, ấn OK cho mình. Bây giờ thì mình sẽ quay lại Excel nhé. Và như mọi người thấy này, nó đã chuyển thành ngày 27 tháng 2 năm 2023. Thì đó là cách đầu tiên để chúng ta có thể là chỉnh được cái định dạng ngày tháng trong Excel. Ngoài ra ấy, thì mọi người cũng có thể là chỉnh được cái định dạng ngày tháng ở trong Excel luôn, bằng cách là ví dụ mình sẽ cái cột này sẽ là cột ngày tháng, thì mình sẽ chọn vào cột này và mình sẽ kích chuột phải vào này, mình chọn là Format Cell, và mình có thể là chỉnh ở trong cái cột là Crimson này. Ví dụ ở đây mình muốn chỉnh là ngày là D này, gạch này, tháng là M này, gạch năm là Y này, và mình ấn OK. Và bây giờ mình sẽ nhập này, ngày 27 tháng 02 năm 2023. Thì như kiểu định dạng của mình ấy, thì nó chỉ là lấy một chữ thôi. Nếu mà mình thêm một chữ D và một chữ, hai chữ M ấy, thì nó mới ra như này. Để ví dụ mình lại này, mình sẽ cho thêm chữ D vào đây và thêm chữ M ở đây và bốn chữ Y, thì nó sẽ ra đầy đủ ngày tháng rồi nhá. Tiếp đến thì mọi người cũng có thể là định dạng ngày tháng theo kiểu là Hà Nội ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu và năm bao nhiêu nhá. Đây, ví dụ này mình cũng vào cái mục là Format Cell và mục Crimson, và bắt đầu là Hà Nội chẳng hạn, thì mọi người sẽ mở một kép ra và ghi cho mình chữ Hà Nội, đóng một kép vào, ấn cách ra và ấy cho mình là ngày, ngày là DD, rồi lại cách, màu kép, ngày, đóng một kép, ấn cách tiếp, tháng là MM, cách, màu kép, năm, đóng một kép này, và mọi người sẽ ấn cách ra và là II, ấn OK. Bây giờ mình sẽ nhập thử nhá, là ngày 27 này, tháng 2 năm 2023. Thì như mọi người thấy này, nó sẽ là Hà Nội này, Hà Nội ngày ở trên chứ nhỉ, Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mình nhầm, mình sẽ sửa lại nhá, sửa lại này, Hà Nội này cho biết ngày luôn chứ. Đây, nó phải ở đây là BD này, ông mình sẽ làm tháng ở đây. Rồi, ok. Thì sẽ là Hà Nội ngày 27. Đấy, hôm cách mình sẽ cách nó ra nhá. Cách nó ra. Rồi, ok. Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 2023 mọi người nhá. Tiếp đến thì ở một số trường hợp ấy, khi mọi người copy cái ngày tháng này vào trong cái Excel, một cái sheet khác chẳng hạn, thì nó sẽ bị chuyển thành số chẳng hạn. Đây, ví dụ nó chuyển thành số như này,
number như này, thì mọi người sẽ chỉnh lại cho mình bằng cách là chọn vào đây và có thể là chọn cho mình là short date hay là long date mọi người nhé, thì nó sẽ quay trở về ngày tháng mọi người nhé. Ok, thì như vậy là mình đã hướng xong cho mọi người cách chỉnh định dạng ngày tháng năm ở trong Excel. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người, bye bye.